Thưa quý vị, mới đây, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thoại Sơn, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân thị trấn Phú Hòa phối hợp thực hiện mô hình trụ điện nở hoa đoạn đường tỉnh lộ 943 từ cổng chào của huyện đến cầu Phú Hòa với 77 trụ điện. Những trụ điện cũ kỹ, đầy những tờ quảng cáo, giờ đây đã được phủ xanh bởi các loại cây cảnh và hoa đầy màu sắc. Mặc dù thời tiết nắng nóng, các giáo viên và thanh niên hội viên phụ nữ đã chia thành từng nhóm nhỏ thực hiện bóc xóa biển quảng cáo, rao giặt sai quy định, vẽ các hình trên trụ điện để tạo ra những bức tranh sinh động, góp phần làm đẹp cảnh quan đô thị. Mỗi nét vẽ đều chứa đựng tình yêu nghề và tinh thần trách nhiệm trong việc chung tay xây dựng đô thị sáng, xanh, sạch, đẹp. Các anh em rất là tâm huyết, làm sao phải có cái sản phẩm cho đẹp. Tại vì mọi người đi ngang người ta sẽ nhìn vô cái trụ điện của mình là hằng ngày hôm nay nó có những cái một cái vẻ khác và nó có ý nghĩa hơn so với hàng ngày. Thì qua cái kế hoạch và cái công trình trụ điện nở hoa thì bản thân tôi thấy là cái chương trình này rất là có ý nghĩa và cần nhân rộng hơn nữa. Những hình ảnh sinh động trên các trụ điện tại thị trấn Phú Hòa không chỉ tô điểm cho đô thị văn minh mà còn nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân trong việc giữ gìn cảnh quan đô thị sáng, xanh, sạch, đẹp. Từ những cánh hoa hồng qua đồng tiền rực rỡ đến những bông hoa sen hay chú bướm, hạc, cò tạo nên khung cảnh sinh động. Những hình ảnh như thế này không chỉ làm đẹp cho thị trấn Phú Hòa mà còn mang lại niềm vui, sự thoải mái cho người dân nơi đây. Thì trước đây thì nói chung là cái tình trạng mà dán quảng cáo ốc vít tùm lum tà la không có đâu, nó mất cái thẩm mỹ đô thị. Vẽ lại những bức tranh như vậy đó thì tạo nên một cái vẻ mỹ quan cho đô thị văn minh, nó phù hợp hơn. Mà làm được cái này thì nói chung nhân dân thị trấn Phú Hòa là rất đồng tình ủng hộ cái này. Rất đồng tình ủng hộ cái này. Ví dụ như quan khách qua lại cái cửa ngõ của huyện Thoại Sơn mà làm được như vậy thì là nói chung mọi người rất là hưởng ứng, rất ủng hộ. Nó tạo lên cái thẩm mỹ của đô thị văn minh của thị trấn Phú Hòa. Thị trấn Phú Hòa như khoác lên mình tấm áo hoa đầy sức sống, tô điểm cho đô thị tươi mới hơn. Chào mừng kỷ niệm 45 năm tái thành lập huyện Thoại Sơn, 23 tháng 8 năm 1979, 23 tháng 8 năm 2024 và đón nhận quyền đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, cũng như thị trấn Phú Hòa đạt chuẩn đô thị loại 4.